Hello quý vị và các bạn, hiện tại mình đang ở Maine. Trời hôm nay mưa rất là lớn luôn, bị nhốt ở trong khách sạn. Mưa gió bùng bùng không đi ra ngoài được. Ngồi trong nhà ngó ra. Hôm nay là bão á. Bây giờ hơi tạnh mưa, mình sẽ đi ra ngoài để kiếm tôm hùm mua đồ về ăn trưa. Trời hôm nay hẹn là mưa 2 giờ xong mà giờ 2 giờ thì mưa tới 3 giờ, không biết chừng nào mới tạnh luôn. Mình đang ở trên cái Quebec chơi thấy rất là vui, cảnh đẹp, tự nhiên về đây cái hứng mưa. Giờ trời mưa từ tối hôm qua tới giờ, xong rồi nằm ở trong phòng bị depressed. Bây giờ đi mua tôm hùm ăn để cho nó vui trở lại chứ không nó buồn quá. Khu vực mình ở đây nó tên là Ogunquit. Cái chỗ này là giống như một cái town á. Ở đây có rất là nhiều hotel mà cảnh rất là đẹp. Bên cạnh là có cái dòng sông hay là cái bãi biển gì đó. Nó trên cái bản đồ nó chỉ cho mình thấy, nhưng mà trời mưa mình không có đi dạo được, mình không có biết. Ở cái con đường này giống như cái con đường Pacific Coast Highway ở dưới Cali á. Cảnh nó ven bờ sông mà nó đẹp lắm nè, lá vàng quá trời là đẹp luôn. Và ở đây mình search cái lobster near me á, là nó ra rất là nhiều cái chợ bán tôm hùm ở gần đây, cho nên mình chạy vòng vòng ở đây mình mua tôm hùm và mình coi cảnh luôn. Thì để coi hôm nay mình mua tôm hùm được hay không, mình sẽ chia sẻ cách mình mua tôm hùm mình ăn ở đây nha. Qua Maine này á, là phải ăn tôm hùm, không ăn tôm hùm là về không biết con tôm hùm ở Maine như thế nào, nó cũng buồn. Em muốn là anh em đi thôi. Em đi có chuyện gì anh lại nói em, là tại sao em đòi đi? Tại sao? Anh will lên anh chở em đi thì em đi, chứ còn anh nói em muốn thì chắc nhiên em phải muốn rồi. Phải hai người cùng muốn chứ, một mình em muốn thì sao được. Mình muốn thôi được dùng chứ. Trời ơi lá nè, trời ơi cái cây này. Thấy Đẹp chưa, ghê chứ. đẹp ghê không? Sáng mai á, sáng mai đi ra chụp hình cho nó Sáng mai lại lên đã. Portland chứ. Mình Sáng phải mai lên mình lên Portland. Boston. À, Portland hả? Lên Portland rồi mới đi Boston chứ chưa gì đi Boston liền rồi trời. Đó, đó, Tới đó, đây ngủ đó. rồi đi liền rồi trời ơi, rồi trời. Mấy cây này lá nó đỏ ngộ quá ha. Nó cũng lạ lạ Yên xin danh dự để sao nhiều cái resort dưới người mà đâu. Book hotel, book con cho nó Đây không này cái lên. chỗ này nè. Live kìa, đó. Đó, này đậu xe ở Đó, đâu? đâu kìa. Ờ, chắc là đậu xe The ở đây. destination is on your right, 615 Main Street. 616 Main Street. Nhìn nhìn nó nghèo vậy trời, nhìn nó nghèo vậy. Cho nó bước lên sao. Đâu phải đâu, đi thẳng Đây vô là đó. arrive nè. Alright, nhưng mà lên chỗ nào phải kiếm cái chỗ fresh. Get them fresh. Vô đó em coi thử cảnh đẹp hay chưa. Open hả? We open. À, nó để cái cửa đi vô. Two people at a time à. Thì anh em vô được rồi. Hai người đâu đây hả? Thôi để mấy cái ghế rồi để vui chưa, cảnh nó ngộ chưa, gần gần lá đỏ. Các bạn đây anh, nó có Đây thì parking mấy lot cái gì cảnh đâu, này cứ nó đầu cũng đại đi. Có cái dòng sông ở đây nữa nè. đó Ồ thì cảnh cũng nói đẹp chung chứ, cảnh đẹp chứ sao không đẹp dòng trời. sông, con suối. Trời mưa bóng bóng. Rồi báo cáo là cái chỗ này nó đóng cửa, mình đi qua cái chỗ khác làm ăn mà không có ai trong nhà hết trơn á. No camera ở ở trong, không chụp hình, không camera, phải tắt. Giờ mình đi tới chỗ khác. Nhưng mà cây chỗ này đẹp ghê á. Cây chỗ này đẹp nè, có lá đỏ lá vàng luôn. Wow, chỗ này cũng màu lá đỏ. Hôm qua mình tới cái chỗ này, cái vùng tối thui 8 giờ tối mà Ba đen đồng luôn. Xăng ở đây 3 đồng 59 hả? Rẻ, xăng đây rẻ hơn Cali 7 đồng à. Cali 7 đồng. Ở bên 3 đồng 59. Ở chỗ Boston đó, 3 đồng 79 hay 4, 79 rồi. Ở đây thì 3 đồng 59. Chỗ Không này phải đẹp chứ, men đẹp với em. Bên lá Có vàng ai lá xui đỏ em đẹp nè. Mình xui trời mưa nè, cái lùm này chụp hình cũng dư xăng luôn, đẹp. Men đẹp quá, thấy không? Đó, Đó, quá trời lá đỏ lá vàng ở không? bên nè. Rồi, Yeah. sáng Bây giờ mai em em phải anh phải lên Portland nè. Đó, đẹp ghê không? Wow, cái đường cổ hotel nó đẹp không? Đó, lá chú cha lãng mạn ghê không? Ú là la, ú là la. Ở này có cái river, nó có cái lake cũng đẹp lắm. Mà mình không biết làm sao mình get cho cái lake đó.
qua tới tối thui à, 8 giờ đêm. Bây giờ ban ngày mình ra mình lại mưa buồn thế. Ở đây người ta trang trí Halloween cũng dễ thương chứ. Nắng lên là nó đẹp ghê. Ừ, cảnh này mà nắng lên thôi chứ khỏi cần đi đâu chụp lá vàng á. Cây này nó đỏ nè, cây này lá nó đỏ nè. Trời bão á, hồi sáng nó báo là thunderstorm. Restaurant lunch. Hôm qua tối em còn thấy nó. Vùng này là Oregon Creek. Pharmacy chỗ này đẹp quá ha. Ô cái pharmacy chỗ này lát vô đây mua nước hả? Lá kìa, lá nó đỏ ngay cái nhà thờ luôn nè. Đó, lá nó đỏ rực à. Wow, awesome. Then how much that will be then? That one. $53.36. $53.36. Okay. Obviously, we have smaller sizes. This is the bigger end, you know, the smaller one. Right, right, right. Can I see a small one? This one's these are quarters. Oh. Oh. So that one, how much was that? This one. Yeah. You don't want them live. You want them cooked. Yeah, yeah, yeah. Right, right. Yeah, yeah, live one cooked. Yeah. Yeah, you want them cooked. Yeah, five of them. Right. Then right how now? Much? How much is the charge for the cook then? We don't charge anything. Oh. It's just an 8%. Oh, okay, so got you. The state of anything that's a cooked meal, the state of Maine gets 8% got meals you. Tax. Got you. Understand now. You want five of cooked? Yeah. Right now? Yeah. It'll be about 10 minutes. Okay. Yeah. One like five, one of cow. Yeah. One of cow. Is it more than one cow, right? Yeah. Yeah, one of cow. Gotcha. Cái cây lá màu đỏ đẹp ghê không? Ở ngoài á. Yeah, trong ở ngoài đẹp hơn. Đây là cái chỗ họ bán lobster đây. Đó, rượu, nước ngọt, sauce. Đây là giá tôm hùm họ bán ở trong cái vựa có 4 size. Và ở đây là cái khu hải sản. Hải sản này đông lạnh nè, có thịt tôm hùm nữa. Cái đuôi hoặc là thịt vụn. Thịt vụn thì 57 đồng một pound, còn cái đuôi thì 67 đồng một pound. Người ta bóc vỏ ra hết luôn rồi đó quý vị. Mình về mình chỉ có nấu thôi. Mình thấy có người họ vô họ mua và họ nói cái này nó ngon lắm, cái thịt á. Còn bên đây là quầy cá. Cũng đủ thứ loại cá mà cũng đông lạnh. Và tôm king crab, đủ kiểu sò điệp đồ này kia. Mình mua xong thì chờ hấp khoảng 10 phút. Đây là cái tiệm ở bên ngoài của họ nè. Bây giờ Lan sẽ đi về và trời vẫn còn đang mưa lâm râm lâm râm. Đây là Mike's Fish Market Lobster luôn á. Ở bên cạnh. Có restaurant ở đây luôn, ở đâu vậy? Ông chỉ ở đâu vậy? Để local địa chỉ. Đây này, đây này, right here chữ cho nó. Ở đây là restaurant nè, nó có cái menu cũng nhiều thứ lắm.
Đó, chỗ này sandwich lobster luôn á. Cái vựa hồi nãy thì mình mua về, còn muốn ăn thì mình có thể vô nhà hàng này ngồi ăn, cũng có lobster đầy đủ hết. Ở đây nó nổi tiếng, nó có món lobster sandwich hoặc là lobster rolls á. Họ làm cái thịt da xong rồi họ bỏ vô bánh sandwich cho mình kẹp vô, bỏ cái sauce gì vô cho mình ăn thôi. Bữa nào Lan sẽ thử cái món đó. Lan ở nhà hàng nào nó cũng quảng cáo hết. Bây giờ Lan sẽ đi chợ. Người Mỹ thì người ta ăn tôm hùm chấm vô cái nước bơ, còn mình thì thích ăn chanh với muối tiêu. Lan sẽ chạy ra chợ mua muối tiêu chanh với lại mua nước. Khách sạn mình ở chỗ này rất là tiện á, có chợ búa rồi nhiều nhà hàng, nhiều tôm hùm lắm. Ở đây là cái chợ họ đang bán tôm hùm nè. Tôm hùm ở chợ này nó cũng nhốt ở trong lồng mà nó cũng bò sống. Và giá thì rẻ hơn, có 7 đồng 99 một pound à. Trong lồng này thì mỗi con cân nặng từ 1 pound đến 1 pound rưỡi mà 7 đồng 99. Họ cũng luộc miễn phí và không có tính thêm 8.99% thuế giống như bên kia. Bên kia thì 1 pound 2 đến 1 pound rưỡi mà 10 đồng 99 một pound. Tính ra ở chợ rẻ hơn nhiều ha. Theo mình đi lòng vòng á, thì ở bên Maine này nó có cái chợ này họ bán tôm hùm sống nè. Nếu các bạn qua đây thì vô chợ này mua nó rẻ hơn là ở phượng á. Mà cái mùa chắc là nó rẻ hơn nữa đó. Giờ cuối mùa tôm hùm rồi, tháng 10 nghe nói là cuối mùa tôm hùm rồi. Chỗ khách sạn mình ở đó họ cho mình mượn kềm nè, mượn thao, mượn chén để mình ăn tôm hùm. Giờ họ để mấy cái máy barbecue cho mình nướng tôm hùm luôn. Mình có thể chế biến ở ngay trong cái chỗ cái hotel của mình luôn á. Tại ở chỗ đây là trung tâm tôm hùm mà. Đây là cái chợ bán lobster rẻ đây. Đó, đây là cái chợ bên ngoài nè, Hannaford hả? Trên đó mặt trời tối không có nắng. Bây giờ mình sẽ ăn trưa, rất là đói bụng luôn á. Mình đi lòng vòng mà cái con tôm hùm nó vẫn còn nóng. Họ luộc xong họ bỏ vô cái bao đó, họ bịt kín lại á, nó giữ nóng rất là lâu. Thời tiết hôm nay nó mưa á, nếu mà nó không mưa mình ra cái ghế ở ngoài trời á. Ở chỗ khách sạn họ để ghế ngoài trời quá chừng luôn. Mình ngồi bên đó mình ăn thôi chứ nó vui. Hôm nay trời mưa đành ăn ở trong cái khách sạn. Tôm hùm này nếu mà mình mua về mình hấp chừng 15 phút là nó chín à. Có chỗ chợ nó hấp cho mình 15 phút là chín à. Họ bỏ vô cái lưới á, xong rồi họ hấp nhiều túi một lúc á, nhiều người mua. Cái máy hấp chợ nào cũng có máy hấp hết trơn á. Và đây Lan mua thêm clam chowder nè. Cái này là một hộp là 25 đồng. Còn nóng hổi luôn. Bây giờ mình sẽ ăn clam chowder này với lại tôm hùm là coi như là no, làm muối tiêu chanh ăn. Lan còn mua thêm kéo với lại cái này nè. Lúc đầu mình không biết là hotel nó cho mượn. Bây giờ mình mua rồi. Bây giờ mình ăn nha. Bye bye tất cả quý vị và các bạn. Bye bye. Đây là bên ngoài khách sạn của mình. Mình phải nói thêm là ở bên Maine này chỉ có tôm hùm là rẻ thôi chứ khách sạn là mắc. Giá khách sạn ở đây rất là mắc, mắc hơn những cái chỗ khác mình book. Cũng cái giá đó nhưng mà cái chất lượng cái hotel thì nó khác hẳn à. Bye bye.